Rồi nha. Để dò thử nghe, hôm qua phải không? Hôm qua em chưa có dò. Rồi. Hôm qua chưa có dò nghe. Số miền Trung. Rồi, Quảng Trị. Hôm qua chị mua ở đây phải không? Cái này. Rồi nha, em qua em có 4 Quảng Trị ạ, 94 ạ. Cục ở đây này 94. Đó, viên từ Quảng Trị 28/6/2023 rút đây mình đi mà vô vợ lân lớn nè đem tiền mệt xỉu nè rồi thử ơi giờ còn có trúng số này nữa không chín thơ nè số đó vô rồi tăng cho trong như số cái tặng cho đâu đúng rồi đó hơi tờ giờ thôi chị chăm tốn nghe đó bữa nào đi núi mua nghe rồi đó hơi tờ mua cái lẩu thôi đó đã được rồi đúng rồi chạy đi lòm á con trĩ hơi tờ mới vừa chung sang đó cho ba mẹ con phải không mẹ bố con lớn với mẹ chở mẹ được rồi giỏi rồi cảm ơn nghe rồi